Tiếp theo là những vụ án mạng mà Tin Nóng vừa cập nhật. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm hỗn chiến truy sát nhau sau mâu thuẫn cá nhân để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc này đã khiến một nam thanh niên tử vong. Băng nhóm 9 đối tượng gồm Phạm Minh Khoa, Phạm Quốc Khang, Nguyễn Văn Chiến, Lê Quang Dinh cùng trú thành phố Quảng Ngãi, Nguyễn Phúc An, Tân Đình Thiên, Nguyễn Tấn Lợi, Trần Bảo Duy Phong, Mai Phạm Bảo Chứng cùng trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Theo điều tra, vào khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 5, nhóm do Trần Bảo Duy Phong cầm đầu có mâu thuẫn cá nhân với nhóm của PQH, 18 tuổi, trú thành phố Quảng Ngãi. Do đó, Phong cùng đồng bọn đi trên 3 xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, truy đuổi nhóm của PQH gồm 3 người cùng đi trên một xe máy. Khi đến đoạn xã Nghĩa Dũng, xe máy do nhóm của PQH điều khiển mất lái đã tông vào tường nhà dân. Cú tông quá mạnh khiến PQH tử vong tại chỗ, hai thanh niên đi cùng bị thương. Khi nhóm kia gặp tai nạn, nhóm của Phong đã bỏ đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.